Để nâng cao chất lượng giấc ngủ và giúp tuổi thọ của sản phẩm được kéo dài tối đa, Evron sẽ chia sẻ cho các bạn những lưu ý để vệ sinh chân ga đúng chuẩn. Trước khi vệ sinh chân ga, bạn hãy đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng để nắm được đặc điểm và cách bảo quản riêng cho từng sản phẩm. Lưu ý tất cả sản phẩm cần được lộn trái, kéo hết khóa và sử dụng túi giặt để tránh phải bị sờn khi ma sát với lồng giặt. Lần giặt đầu tiên là bước quan trọng nhất để giúp sản phẩm luôn bền màu. Evron khuyến cáo các bạn chỉ cần rũ qua bằng nước lạnh, tuyệt đối không sử dụng nước giặt, chất tẩy rửa hoặc nước làm mềm vải ở bước này. Đây là quá trình hãm màu vải, giúp sản phẩm luôn bền màu ở những lần giặt tiếp theo. Với các chất liệu từ tự nhiên như hanji, modan, tencel, cotton hay bamboo, Evron khuyên bạn nên giặt với nước lạnh hoặc nước ấm không quá 30 độ C và tối đa trong vòng 60 phút. Điều này giúp các sợi vải giữ nguyên tính chất mềm mại, bền chặt, tránh bị co ngót do nhiệt độ cao. Nên sử dụng những sản phẩm bột giặt hoặc nước giặt gia dụng chuyên dùng cho vải màu, không có chất tẩy rửa quá mạnh, không đổ trực tiếp bột giặt hoặc nước giặt lên chân ga và không được dùng nước tẩy. Cần lưu ý tới trọng lượng cho phép của máy giặt khi giặt chân ga tại nhà. Cần chọn chế độ giặt chân ga hoặc giặt nhẹ, không được chọn chế độ giặt khô hoặc giặt ngâm. Đặc biệt, cần giặt riêng ga phủ vì trọng lượng ga phủ sau khi ngấm nước khá nặng, có thể gây sờn rách vải nếu giặt cùng vỏ chăn, vỏ gối. Sản phẩm sau khi giặt cần được phơi ngay ở nơi thoáng gió, phơi mặt trái của vải và tránh ánh nắng trực tiếp để bảo vệ vải khỏi việc bị nhăn và bị bạc màu. Nên sử dụng bàn là hơi nước và kiểm tra để đảm bảo mặt bàn là hoàn toàn sạch, không có tác nhân nào gây ảnh hưởng đến sản phẩm. Chú ý phủ một lớp vải lên trên sản phẩm khi là ủi, điều chỉnh nhiệt độ ở mức phù hợp từ 80 đến 120 độ C và tuyệt đối không là ủi sản phẩm có trần bông. Mọi giấc ngủ ngon đều bắt đầu từ bộ chăn ga sạch sẽ, thơm tho. Các sản phẩm chăn ga có chất liệu từ tự nhiên luôn cần cách chăm sóc riêng biệt và tỉ mỉ hơn. Hy vọng với hướng dẫn vệ sinh chăn ga vừa rồi từ Evron, sản phẩm chăn ga nhà bạn sẽ luôn bền đẹp, đem lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Evron.